Xe Kimco 50, khách muốn mình up lên cho một bộ máy full RO 110. Đây là cái máy mình đã tháo ra. Đây là full một dàn đồ của 110 nha. Thì nó bao gồm là nắp nồi này có tay côn luôn, một đầu côn của RO 110. Đây là bộ nồi nha, đầu 110, tay gen 110, sen cam 110, bộ bạc 110, bát côn nha, bộ đầu 110 luôn, bát côn, tay côn nữa nha, đầu lòng 110. Một nắp giữa ngoài của Honda luôn nha. Và dây côn. Để mình up hết full đồ 110 lên rồi mình sẽ quay cho anh em xem